Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm thiết bị Hoàng Kiên. Hôm nay công ty chúng tôi xin phép được hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái app trên smartphone cũng như là Android và iOS thì đều sử dụng được cái thiết kế này. Nó giúp chúng ta có thể kiểm soát nhiệt độ ở mọi lúc mọi nơi trên xe tải, xe đông lạnh cũng như là tại các kho xưởng, chúng ta kiểm soát một cách nó dễ hơn. Sản phẩm này thì luôn có sẵn ở công ty Hoàng Kiên cho tất cả các chuỗi series 7 series của hãng TND như TR71WB, 71NW, 72WB và NW cũng như là 75 và tất cả các dòng của TND thì đều sử dụng cái app này. Rồi, xin chào. Đây là smartphone. Thứ nhất là cái nhiệt kế tự ghi của cái chuỗi series TR của hãng AWB này. Thì tất cả các cái model như TR72WB này, 72 NW, 71WB và NW hoặc là 75WBS gì đó thì nó đều sử dụng được trên smartphone. Thì cái sản phẩm này nó có thể sử dụng trên giao diện web này, trên giao diện iOS hoặc là Android. Thì cái trên tay mình đây là cái giao diện của iOS Android đó. Thì mình muốn giới thiệu với các bạn cái cách sử dụng của sản phẩm này. Rồi tiện đây thì mình có quảng cáo luôn, nếu các bạn có nhu cầu mua cái nhiệt kế tự ghi TR 72WB hoặc là 71WB hoặc là 72NW thì các bạn có thể liên hệ đến công ty Khang Kiên hoặc là truy cập website máy đo thí nghiệm.com.vn. Chúng tôi có đăng tải rất nhiều các sản phẩm về nhiệt kế để các bạn có thể tự động mua cái sản phẩm này rồi. Rồi, trên tay mình đây là cái WB thì mình tại cái này thì nó kết nối cũng giống y chang nhau nên mình cũng test một cái cho các bạn xem. Thì khi các bạn mua về thì cái sản phẩm như mình có nhiều cái video trên tay rồi, nó rất là nhiều thứ để các bạn có thể mua tại Khang Kiên, cung cấp chính hãng với cái mã code. Thì cái mã này giúp chúng ta có thể đăng nhập trên điện thoại này, hoặc là nó ở điện thoại nó có thể liên kết qua Bluetooth gần hơn vào những cái số email này để chúng ta có thể đăng nhập. Và đây là cái sản phẩm chính của chúng ta, kèm theo pin chính hãng của Toshiba các bạn. Mình sẽ gắn vô và test cho các bạn xem. Ở đây là cái model TR72WB, model này rất là thông minh, đo được cả nhiệt độ và độ ẩm. Còn 71WB thì nó chỉ đo được nhiệt độ thôi, cái này thì có kèm cả độ ẩm nữa. Nó giúp các bạn đo lường một cách chính xác và thuận tiện hơn. Thì cái pin zin của nó thì mình sẽ để cho quý khách hàng mua sản phẩm sẽ test thử. Đây là cái đầu sensor nhiệt độ và độ ẩm các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ kết nối vô đây. Đó. Rồi, thì độ ẩm và nhiệt độ, cái này mưa nên là hơi cao. Trời mưa nên là Sài Gòn mưa, Đà Lạt ngập, đó, tất cả các nơi đều mưa bão. Rồi, thì có nhiều cách để chúng ta có thể cài đặt cái sản phẩm này. Thứ nhất là chúng ta có thể cài PC này, thì các bạn xem cái video hướng dẫn về PC. Rồi thứ hai là cài về giao diện web này, thì các bạn cũng đón nhận cái video giao diện web để mình được dễ hiểu hơn. Rồi cái video này để chúng ta có thể sử dụng trên smartphone, thì điện thoại ở iOS hay là Android thì cũng đều như vậy. Thì khi các bạn mua cái sản phẩm này về thì chúng ta sẽ vô app của Google Play hoặc là iOS thì các bạn chỉ cần đánh cái T và D thermal thôi là tự động nó sẽ ra. Hãng đã rất ưu đãi. Đó thì nó có ngay lập tức là TND thermal này. Cái đèn focus nó vòng vàng này. Đó thì nó có hai cái trình duyệt để chúng ta này, một cái là lưu này, một cái là giao diện view này, thì mình sẽ cài vào cho các bạn. Chúng ta chỉ cần cài đặt về thôi. Đây là cái hướng dẫn cho các bạn trên Android nha. Tí thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên iOS luôn. Cùng ngay luôn. Thì chúng ta bấm mở. Đó, cho phép này. TND truy cập thiết bị này không? Rồi. Mình sẽ bấm OK. Đó. Trên này nó đang là kênh 1 là nhiệt độ, mình sẽ bấm display thì nó sẽ hiển thị hai cái cho mình. Đó. Chúng ta sẽ bấm OK. Đó, cài đặt thì rất là đơn giản các bạn. Chúng ta chỉ cần những thao tác như vậy thôi là có thể kết nối. Đó, thì ngay lập tức nó đã link cho chúng ta luôn qua Bluetooth luôn. Nó rất là thông minh, tự động nó khởi Bluetooth. Nãy giờ mình chưa bấm hề bất kỳ một cái gì hết.
Thì các bạn có thể thấy đây, đây là cái mã của máy này, 5236. Các bạn có thể thấy đây, 5236 1D1 này, thì tự động nó lót về luôn. Đó, các bạn không cần phải lo lắng phải cài đặt như thế nào, khó khăn như thế nào, nó tự link về đây. Thế là nó hiển thị cái độ ẩm của chúng ta là nhiệt độ là 27.8, thì nó có nhận nếu mạng wireless nó hơi ấy một chút xíu. Đó, ví dụ như hai wireless connect này, mình tự động vô đây mình sẽ connect nó. Để kết nối cái mạng wireless thì nó yêu cầu chúng ta là nhấn giữ hai cái phím này để kết nối mạng wireless. Đó, thì cái biểu tượng cái wifi nó sẽ nổi lên các bạn. Biểu tượng wifi nó nổi lên và trên app của chúng ta nó sẽ check. Thì cái wifi này nó giúp chúng ta là đây, nếu mà bluetooth thì nó sẽ gần hai thiết bị với nhau, nó sẽ điều khiển. Còn nếu wifi thì chúng ta sẽ sử dụng được nó trong toàn bộ cái nhà máy, hoặc là các bạn ở ngoài đặt nó dưới nhà kho và chúng ta muốn lên cái phân xưởng của chúng ta, thì muốn lên phòng điều hành ta kiểm soát, thì chúng ta có thể sử dụng chung cái mạng wifi đó. Khi chúng ta bấm này nó sẽ bớt và chúng ta sẽ vô phần wifi lại cài đặt. Đó, thì ngay lập tức lúc này các bạn thấy trong cái phần wifi này nó có ngay cái modem là TR72WB, thì chúng ta sẽ kết nối vô. Đó, đó, wifi và cái của chúng ta. Ta qua lại cái phần mềm này, khi chúng ta cài vô đây nó báo là cho phép này. Ok, cái mạng wifi nó chưa link nào. Chúng ta cũng phải set up, chúng ta phải set up cái mạng wifi này trên cái PC, giao diện PC trước. Cái đó thì các bạn cũng vô cái video mà chúng tôi hướng dẫn qua PC ấy, nó hoàn toàn là cụ thể luôn. Thì các bạn sẽ trả cái IP của cái mạng wireless mình vô, thì chúng ta chỉ cần kết nối như hồi nãy mình làm thôi, bấm giữ hai cái phím này và ngay trên cái phần mềm nó cũng chỉ dẫn cho chúng ta luôn. Đó, thì nhiệt độ các thứ nó sẽ hiển thị trên đây, rất là hay. Rồi Siri, Bluetooth hoặc là ghép hoặc là file, các thứ thì nó đều hiển thị trên cái này. Đây là cái giao diện của iOS nha, giao diện iOS này thì nó cũng giống nhau. Đó, hoặc là các bạn sẽ tải cái phần mềm hồi nãy nữa, nó còn một cái TD trả kết quả nữa. Đây, Thermal Store này, sẽ cài đặt luôn. Nó rất là thông minh và hay. Thì cái mạng LAN các bạn sẽ vô cái phần PC điều khiển nó này. Thì khi các bạn mua, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cài PC và chúng ta sẽ set up cái mạng IP để chúng ta có thể kết nối. Upload data server, ok. Đó, thì cái trên này là cái lưu toàn bộ cái dữ liệu khi chúng ta chạy trên này. Ta có thể upload file hoặc là search file, hoặc là tìm lại cái dữ liệu chúng ta đã chạy. Đó, hoặc là chúng ta xóa này những cái gì chúng ta ghi. Tại vì trên này mình mới có view thôi, mình chưa có bấm phím lưu. Thì khi chúng ta bấm phím lưu thì nó tự động nó sẽ lưu vô đây. Đó, các bạn bấm nó sẽ lưu ở các cái chế độ cho chúng ta. Đó, version rồi các thứ làm đều trong làm này. Thermal Store. Đó, khi chúng ta lưu nhiệt kế thì nó sẽ vô hai cái quản lý này. Còn cái bên cái thermal này thì nó sẽ view cho chúng ta, nó kết nối cho chúng ta. Đó, nó sẽ có cái mã máy ngay lập tức nó sẽ hiển thị vào đây. Nếu muốn kết nối wifi thì chúng ta sẽ up trên cái IP trên cái máy trước, chúng ta sẽ kết nối bằng dây cáp, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái smartphone của chúng ta cho nơi cái mạng wifi ấy, thì chúng ta chỉ cần bấm giữ hai này thôi thì nó kết nối vô là chúng ta đã xong.
Đó, thì cái giao diện này nó đã được nâng cấp. Ngày xưa thì chúng ta phải đăng nhập cái mã vô, còn bây giờ nó có Bluetooth, thì những cái mã này nó sẽ cho những cái sản phẩm như là model NW không có kết nối Bluetooth thì chúng ta sẽ đăng nhập những cái mã này vô, hoặc là những cái mã này trên nó sẽ ứng dụng những cái giao diện web để chúng ta sử dụng cái này. Sau đây là cái cách mà chúng ta kết nối với cái điện thoại iOS của iPhone. Thì trên cái phần mềm chúng ta sẽ chuyển đến cái App Store để chúng ta sẽ tải cái phần mềm TND này vô.
vừa rồi thì mình đã giúp các bạn hiểu được cái cách chúng ta sử dụng cũng như là cài đặt cái mạng LAN Wi-Fi trên cái smartphone của chúng ta để chúng ta có thể sử dụng cái app theo dõi nhiệt độ ở bất kỳ nơi đâu. Thì cái sản phẩm này nó giúp chúng ta theo dõi được nhiệt độ cho tất cả các cái ngành như ngành dược, ngành chế biến thực phẩm, lương thực thực phẩm hoặc là chế biến nông sản, thì tất cả cũng được theo dõi bằng cái kiểm soát nhiệt độ và nhiệt kế thông minh, tất cả là bằng tự động cũng như có thể kết nối bằng Bluetooth qua các cái thiết bị thông minh khác. Rồi, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng truy cập website thangkien.com.vn cũng như là máy đo thí nghiệm .com.vn cũng như là liên hệ hotline 0936 620 777. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp đến quý anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.